Làm thế nào để niệm Phật hiệu quả trong đời sống thường ngày? Xin hỏi, Phật môn thanh tịnh như trợ duyên cho việc niệm Phật. Vậy làm thế nào để niệm Phật hiệu quả trong đời sống thường ngày? Thưa quý bạn, đời sống hiện đại khiến chúng ta dễ bị hấp dẫn, xao động bởi ồn náo bên ngoài. Thế nhưng chỉ với ba yếu tố sau đây, Bửu Liên tin chắc quý bạn ngày càng cải thiện công phu niệm Phật của mình. Ba yếu tố này chính là tín, nguyện, hành. Chư Tổ Tông Tịnh Độ cũng đã khái quát yếu chỉ pháp môn niệm Phật phải có tín thông, nguyện thiết và hạnh chuyên. Nghĩa là người niệm Phật phải có niềm tin sâu sắc, tâm nguyện phải chân thành và niệm Phật phải tinh chuyên. Chỉ cần hội đủ ba yếu tố này thì người tu tập ngày càng tinh tấn, không bị phiền não bên ngoài ảnh hưởng, đạt đến nhất tâm bất loạn, thành tựu vãng sanh. Hàng ngày quý bạn phát tâm nguyện mau sanh về tịnh độ, mau chứng được Bồ Đề, sau đó liên tục không gián đoạn mà hãy trì niệm danh hiệu Phật. Quý bạn có thể chọn hai thời điểm cố định trong ngày để làm nền tảng cho công phu niệm Phật của mình. Tiếp theo đó, quý bạn nhiếp tâm niệm Phật trong những sinh hoạt hàng ngày. Chỉ cần quý bạn nỗ lực và kiên trì thì dần dần công phu niệm Phật cũng tăng cao. Quý bạn chính là chủ nhân của cuộc sống, những ồn ào huyên náo là khách. Chủ không tiếp thì khách sẽ đến rồi cũng đi. Phan duyên cũng vậy, chỉ cần chú tâm thì Bửu Liên tin rằng quý bạn không phải lo ngại đánh mất chánh niệm khi niệm Phật.